mua ngay và luôn. Hello mèo Malay. Trời, đây là con gì đây? Vãi chưởng luôn ấy. Tàu đến BTS station. Để từ BTS bắt bus đến Penang. Trời ơi cuộc đời ơi. Bởi vì rằng thì là khi mà mình đến thì người ta bảo rằng train đã hết 2 ngày rồi, nên mà mình phải đi xe buýt. Và đây là KTM computer. Nếu phải ha ha ha. Nước này bao tiền nhỉ? 30.000 cho ba là 20.000. Còn 20.000. Nói chung là cũng to đấy. Đồ ăn chung khá là hấp dẫn. Ừ. Mình nghe đồ ra đôi bên này rẻ thật. Rau sống á. Mắm chưng nha.